Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang cái mời quý vị theo dõi tin phân tích với võ thành nhân và nguyễn phú quý. Chúng tôi xin được kính chào quý vị. Chúng tôi là võ thành nhân và bên cạnh chúng tôi là anh nguyễn phú quý. Hôm nay chúng tôi có một cái bài phân tích về vấn đề new Hampshire, vấn đề primary election nó sẽ như thế nào và nó quyết định ra sao trong những ngày bầu cử sắp tới đặc biệt của những người ứng cử viên của đảng dân chủ và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào anh Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SPTN. Sau khi mà cái vụ mà Iowa nó lình xình về cái app, tức là một cái một cái ứng dụng của computer trong cái hệ thống điện toán để mà nó kiểm những cái số phiếu hoặc là nó kiểm những cái số mà của người ta gọi là uh, cái caucus của những người delegate ở tại Iowa đó, nó không được vui lắm. Nhưng mà cái New Hampshire này thì anh Quý nghĩ nó như thế nào vậy thưa Quý? Thưa Nhân, thưa quý khán giả, thì uh, trước hết để xin uh, uh, dẫn... Uh, cho biết là hai cái chữ mà caucus và chữ primary nó khác. Caucus là của đảng uh, điều hành và những cái primaries của những cái tiểu bang là do chính phủ tiểu bang điều hành. thì uh, tuần trước ở bên uh, Iowa thì cái caucus đó là của những người uh, dân chủ. thì cái vấn đề đếm phiếu đó nó cũng bị uh, trở ngại về cái, cái cái vấn đề software là cái máy nó đếm không có đều xong rồi những người ứng cử viên thì uh, người ta có quyền để người ta xin đếm lại nhưng mà phần đông những người mà dẫn đầu như ông Sanders và lại ông Buttigieg thì người ta không muốn là tại vì hai người đó đều được khoảng 24 25% của số phiếu của những người dân chủ mà bầu cho họ để là cái ứng cử viên hàng đầu của cái cái tiểu bang Iowa. Thì đi qua bên tới New Hampshire đó thì ông Joe Biden thì không có nghĩ là mình sẽ thắng New Hampshire mà trong cái cái Iowa kia rồi ông cũng không có được sáng giá lắm thì cái số người mà đi bầu ở bên uh, uh, tiểu bang Iowa nó cũng xuống đi 25% so với quá khứ, thành ra cái dân mà đi bầu cho đảng dân chủ cũng bắt đầu cũng hơi nản là sợ um, phí thì giờ uh, cũng không có thắng được ông Trump. thì cái primary ở bên um, tiểu bang New Hampshire thì nó có hai cái hai hai đảng là cộng hòa và lại dân chủ, thì cho tới hôm nay sáng uh, sáng sớm ngày thứ ba thì uh, cái cuộc bầu cử sơ bộ mà cho thấy uh, là ông uh, Tổng thống Trump bên đảng Cộng hòa đang dẫn uh, số phiếu là 81% của dân uh, cử tri đi bầu. Uh, những người đi sau là cái ông Well thì uh, thì cũng không có nhiều lắm khoảng 4%. Thì bên đảng dân chủ đó thì uh, người ta nghĩ là ông Sanders là uh, ứng cử viên sáng giá thì bị năm 2016 Ông chiếm rất nhiều số phiếu 60 phần trăm dạ, so với bà Hillary Clinton thành ra ông Biden coi như là cái primary này của dân chủ thì ông sẽ không có lo nhiều là tại vì ông không có hy vọng thì cái ông mà hai ông mà đang đối đầu mà ứng cử viên hàng đầu của đảng dân chủ là ông Buttigieg và lại ông Sanders thì một người đó thì quá già so với nhiều cái cái sự suy nghĩ của những người trẻ mà đi đi bầu cho cái cái Iowa và lại cái um, New Hampshire thì cái cuộc bầu cử ở New Hampshire nó rất là quan trọng cho cái người cử tri trong tương lai và cho những người mà uh, ủng hộ tài chính với những người ứng cử viên này thì qua hai cái uh, caucus và cái primary những người nào mà sáng giá nhất mà đứng đầu hạng 3 cho tới hạng 2, hạng hạng nhất đó thì sẽ được nhiều à, người người ta ủng hộ vấn đề tài chánh để đi tiếp theo cái đường kia. Thì à, cái mà lớn nhất sắp tới là 3 tháng 3 là gọi là Super Tuesday đó thì có tới 14 tiểu bang. Thì những cái cử tri đoàn mà, mà bầu cho những người này thì nó có hai loại. Có một loại của tiểu bang nó gọi là Winner uh, Takes All. Có nghĩa là nếu mà người nào được cái phần trăm của số phiếu nhiều nhất á, thì tất cả những cử tri đoàn nó sẽ bỏ cho cái người uh, ứng cử viên uh, hàng đầu đó trong khi những cái um, tiểu bang khác đó thì nó nói là ok thì chia đều theo phần trăm nếu mà người nào đứng đầu được uh, 40 phần trăm thì uh, trong cái uh, cử tri đoàn ở uh, 40 của cái cử tri đoàn sẽ bầu cho cái người đó lúc mà đi đại hội ở uh, um, cái uh, cái toàn, toàn 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 nước đó đi đại hội đảng đó. đại dạ. hội đảng toàn nước đó. dạ dạ. Còn... dạ thì khi mà chúng ta nói tới cái New Hampshire thì cũng xin thưa với quý vị rằng là ở cái Iowa nó có nhiều cái trục trặc về vấn đề điện tử, về vấn đề computer và vấn đề điện toán. Do đó nên khi mà chúng ta nói tới New Hampshire thì đây là một cái tradition của một cái primary để mà đi tìm cái người ứng cử viên của đảng của mình. Thì chúng tôi được biết rằng là hoàn toàn không có một cái hệ thống điện toán nào trong cái vấn đề đi bầu, kiểm phiếu. Và ngay cả những cái lá phiếu cũng chính cái người đi bầu đó, họ cầm cái lá phiếu đó, họ đánh vào cái cái số hoặc là họ họ gạch vô trong cái khung đó để mà sau đó họ dùng cái tay của họ và tất cả đều là à, do cái người đó họ đếm họ, họ kiểm do đó nên không có sợ vấn đề mà bị trục trặc giống như ở Iowa. nhưng mà nói như vậy có nghĩa là người ta có một cái à, có một cái nhìn rất là đặc biệt về cái cái New Hampshire. Có nghĩa là người ta nói rằng nó sẽ tạo sự chính xác và cái sự chính xác này là do chính những người à, đứng ra hy sinh để mà đi làm những cái công việc mà người ta gọi là cần có một cái sự công minh và đến nên ở New Hampshire khi mà cái kết quả nó ra được á, cũng tạo được cái nhiều cái hứng thú cho những người mà ủng hộ cho những cái ứng cử viên của họ có một cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là à, sau khi mà ở Iowa à, những năm về trước lúc mà bà Clinton với lại ông Barack Obama đó đi ra tranh cử ở Iowa đó thì sau khi ở Iowa xong về tới New Hampshire đó thì tôi cũng nhớ là bà Clinton đó lúc đó đã có những cái xúc động tại vì bà nghĩ rằng là bà không thể thắng được cái cuộc bầu cử ở tại New Hampshire bà đã nhỏ những giọt nước mắt xuống thì lúc đó đã như nhiều người tiên đoán rằng có lẽ là đã đến cái thời của tổng thống Barack Obama đó là một cái kỷ niệm mà chúng tôi nhớ được ở yeah. New yeah. Hampshire thì anh quý khi mà chúng ta nói tới những cái ứng cử viên của đảng dân chủ đó khi mà họ đang tìm cách để mà làm cái người, tìm ra được một cái người để mới có thể đối phó với tổng thống Donald Trump đó, thì theo anh đó, mình trở lời những cái căn bản là những cái điều gì sẽ được sự chọn lựa của người ứng cử viên của những người thuộc đảng dân chủ để mà tiến tiến cử một người để ra ứng cử tổng thống. Thưa quý khán giả, thưa nhân những người mà ứng cử viên hàng đầu của đảng dân chủ đó, à, chưa chắc sẽ là cái người mà được à, những cử tri đoàn sẽ bầu cho lúc mà đi đại hội đảng à, ở cuối năm à, gần gần cái lúc bầu cử. thì cái cái kẹt của ông Sanders á, đối với đảng dân chủ đó, thì ông đó thuộc à, cái loại dân chủ xã hội ra những người mà người ta dân chủ mà người ta gọi là moderate, những người là đứng giữa thôi đó, người ta không muốn uh, đi theo cái chế độ cộng sản thì có thể người ta sẽ uh, bầu cho ông uh, Bloomberg thì ông đó có vẻ ôn hòa hơn nhưng uh, cái, cái ông Biden đó thì đã bị cái vấn đề mà luận tội ông Tổng thống Trump thì nó cũng hơi linh sình ở chỗ đó, nó cũng hơi khó nhưng mà ông yeah. uh, ông thị trưởng của uh, uh, ở bên uh, sau bên Indiana là ông Pete Buttigieg, đó thì ông đã ông đó cũng là một cái ứng cử viên sáng giá đối với những người trẻ tuổi hơn là, tại vì ông không có chủ trương uh, cộng sản 100% hay là xã hội uh, dân chủ 100% thì ông có có nhiều cái uh, cái điểm tốt mà những người mà ôn hòa của đảng dân chủ có thể sẽ bầu cho ông hay là ông uh, ứng cử viên nào mà hạng nhất hạng hai không có nghĩa là cái người đứng đầu cho tới lúc mà đại hội đảng người ta sẽ bầu để là ra ứng cử viên tại vì cái cái người mà ra ứng cử mà tổng thống à, để mà đánh đánh với ông Trump nó phải có một cái phần thắng trong tay thì người ta mới bầu nhưng mà ông Sanders sẽ chắc chắn là sẽ không thắng thắng nổi ông Trump tại vì cái chủ nghĩa xã hội dân chủ nó chưa có được thịnh hành lắm trong nước Mỹ này nhưng mà khi mà chúng ta có một cái primary nó uh, được uh, diễn ra ở tại một cái tiểu bang mà cũng gần với là Massachusetts thì cái bà Elizabeth Warren đó, uh, cái status có như thế nào dạ, hiện nay? Dạ. À, bà Elizabeth Warren thì uh, ở Iowa và những cái tuần sau này đó, bà cũng mất phiếu nhiều. Có lý do nào đấy không? Uh, tại vì ông Sanders uh, là cái ông mà uh, ứng cử viên mà được nhiều người uh, trước ủng hộ bà Warren thì bây giờ ta lại bầu cho ông Sanders tại vì người ta muốn cái người nào nó gọi là, tiếng mình nó gọi là electable có nghĩa là có triển vọng để mà thắng cử thì người ta mới bầu. Thành ra cái bà Elizabeth Warren thì bà tiếng Việt mình gọi là nửa chừng xuân đó, bà không có dứt khoát, dứt khoát, một cái 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 điểm nào hết thì bà hơi uh, hôm nay thì bà muốn làm cái này ngày mai bà đổi ý, bà làm cái kia. Thành ra cái những người mà cử tri đó người ta không thích như vậy. Người ta muốn người nào phải dứt khoát một là một, hai là hai. Yeah, xin được cảm ơn quý. Dạ yeah. cảm ơn nhân xin cào, chào quý khán giả của Đài SPTN kính thưa quý vị trước khi chấm dứt thì chúng tôi cũng có một cái một cái nhìn thôi tức là vào cái thời điểm mà ngày tối thứ hai vừa rồi đó thì chúng tôi có theo dõi chương trình Oscar thì cái phim Parasite của người đại Hàn nó chiếm rất là nhiều ưu thế tại Hollywood nhưng mà có lẽ về vấn đề chính trị rất là khó do đến nên ông Gen chúng ta thấy ông có thể không đi về đâu được hết mặc dù ông cũng có khả năng gây quỹ rất là giỏi là một người Á Châu mà chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều người Á Châu như vậy nhưng mà rất tiếc cái mùa tranh cử kỳ này thì trong in Hollywood thì có nhưng mà ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn dẹt chưa. Do đó nên chúng tôi chỉ có cái nhìn như vậy thôi về người thiểu số và đặc biệt là những người Á Châu qua cái cuộc bầu cử sắp tới. Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn quý. Xin cảm ơn nhân xin chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chương trình học bổng The Long Nguyễn An Kim My Dương xin trân trọng nhắc nhở. Hàng chót ghi danh sẽ vào ngày thứ Bảy, 15 tháng 2 sắp đến chương trình học bổng dành cho các sinh viên Mỹ gốc Việt và các sinh viên du học từ Việt Nam theo học tại các trường đại học niên khóa 2020-2021 sau đây. The University of Maryland, George Mason University, Northern Virginia Community College, Montgomery College, Virginia Polytechnic Institute, University of Virginia. Xin nhắc lại, hàng chót ghi danh vào ngày 15 Tháng 2 sắp đến. Muốn biết thêm chi tiết về giải học bổng và thủ tục ghi danh, xin vào trang mạng foundation org xin nhắc lại, foundation org